HPV rồi thì có tiêm được không? Xin chào, chúng mình là nhà có hai dược sĩ. Thực ra có khoảng 200 chủng HPV đã được phát hiện và có khoảng 40 chủng lây truyền trực tiếp qua đường tình dục. Và trong 40 chủng này có những chủng đáng phải lưu tâm, đó là chủng 6, M11 gây ra u nhú hay là sù mờ gà, các mụn cóc và chủng 16, 18 và các chủng nguy cơ cao gây ra ung thư cổ tử cung, đạo, hộ, hầu họng hay là hậu. Một người thì có thể nhiễm một hoặc là nhiều chủng trong số các chủng trên, nhất là với những người có quan hệ tình dục với nhiều bạn tình. Trong trường hợp chúng ta đã bị nhiễm một hoặc vài chủng trong số các chủng vừa liệt kê thì việc tiêm vaccine HPV sẽ giúp phòng được các chủng còn lại mà chúng ta chưa bị nhiễm. Còn đối với các chủng HPV mà đã nhiễm thì tiêm phòng sẽ không có tác dụng điều trị. Vậy giá một mũi tiêm vaccine là bao nhiêu và có những loại vaccine gì nhỉ? Hiện tại có 3 loại vaccine, nhưng hiện nay phổ biến nhất đó là 2 loại vaccine sau, đó là gạc đa siêu 4 để phòng 4 chủng 6, 11, 16 và 18. Gạc đa siêu 9 để phòng 9 chủng, đó là chủng 6, 11 hay là 16, 18, 31, 33, chủng 45, 52 và 58. Giá tiêm gạc đa siêu 4 hiện tại đó là trên dưới 1,7 triệu trên một mũi, và giá tiêm gạc đa siêu 9 hiện tại đó là 2,9 triệu trên một mũi.